Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay thì mình sẽ lên sóng cho anh em một số những cái mẫu đồng hồ đã được anh em rất là quan tâm trong thời gian vừa qua. Hôm nay thì giọng mình hơi khàn một chút do thời tiết thay đổi nên là cổ họng của mình nó bị viêm họng mọi người ạ. Thì mọi người xem cái video này mà nếu mà nghe cái giọng mình mà có thể không được hay như mọi khi thì mọi người hết sức thông cảm cho mình nhé. Ok, và đầu tiên thì mình sẽ lên sóng cho mọi người một chiếc Chopard. Chopard là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Đây là một chiếc sử dụng thân vỏ toàn bộ bằng vàng khối 18K AU750 và đây là vàng hồng, nó cực kỳ sang. Đường kính sử dụng trên chiếc này là 39.5mm, một cái size có thể nói là cũng là khá lớn với những phiên bản vàng đúc. Kim cọc bên trong thì được thiết kế bằng vàng khối luôn mọi người ạ. Và chiếc này thì đã được hãng lược bỏ bớt đi một kim dây dài. Với thiết kế này thì nó sẽ tăng độ mỏng của chiếc đồng hồ chúng ta hơn rất là nhiều. Đó. Bộ máy sử dụng là một bộ máy automatic, một bộ máy cúc áo của Thụy Sĩ rất là đẹp. Thì nếu như các bạn mà chúng ta khi nào mà cần đi lau dầu bảo dưỡng á, chiếc Chopard này chúng ta có thể chụp lưu lại tấm hình bên trong bộ máy rất là đẹp. Bộ khóa chiếc này cũng được thiết kế bằng vàng khối luôn nhé, với thương hiệu Chopard. Chiếc này bên mình giao lưu lại với nghe mức giá là 145 triệu. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiếc FC. Đây là chiếc FC Monfay, nó thuộc dòng Slimline. Slimline là những cái dòng mỏng nhé, của FC, sử dụng một kim, đây là kim chỉ lịch ngày với một cửa sổ Monfay hiển thị lịch tuần trăng. Đặc biệt chiếc này sử dụng bộ máy in-house do hãng tự chế tạo sản xuất anh em ạ. Bộ máy này có tên là bộ máy FC705. Cỗ máy này thì được nâng lên từ máy FC700. Và với sự nâng cấp này, chúng ta sẽ có đầy đủ những cái tính năng như lịch tuần trăng, lịch Monfay và thêm một lịch ngày. Bộ khóa trên chiếc này là bộ khóa du thuyền rất là đẹp với logo của FC. Chiếc này bên mình giao lưu lại với anh em mức giá là 23 triệu. Sản phẩm đang được bán mức giá retail là hơn 50 triệu anh em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiếc thứ 3. Đây là chiếc Frank Muller, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Chiếc này thì có thể nói là cái hàm lượng vàng nó rất là nhiều mọi người ạ. Sử dụng đường kính là 35x41mm thì nó sẽ tương đương với size 41 của mặt tròn. Đặc biệt thì độ dày trên chiếc này nó rất là dày, nó khoảng độ 15mm nhá. Đó, cầm cực kỳ nặng vàng. Toàn bộ những cái màu vàng ở trên chiếc này là vàng khối luôn. Từ kim cọc cho đến núm, niềng benzen vào toàn bộ phần đáy á. Toàn bộ phần đáy thiết kế bằng vàng với những con ốc vít cũng được thiết kế bằng vàng luôn. Đây là một chiếc nằm trong bộ tập là Conquist Paddock. Đó. Chúng ta sẽ có đầy đủ những cái chuyện ký hiệu của vàng ở phần đáy á, chuyện đầu chó Magda, chuyện cân tiểu ly này. Đó, và bộ khóa chiếc này cũng được thiết kế bằng vàng khối. Mang trong mình cỗ máy automatic cực kỳ bền bỉ của Thụy Sĩ và có thể nói rất là nhiều vàng. Chiếc này thì bên mình giao lưu lại với anh em mức giá chỉ 146 triệu mà thôi. Đó, một thương hiệu lớn. Rất đẹp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Laurent. Đây là một chiếc thuộc dòng vintage và nó sử dụng một bộ thân vỏ cũng bằng vàng khối và đây là vàng hồng. Đường kính là 35mm và bên trong mặt số của chúng ta thì được thiết kế một cái mặt lốc xoáy rất là đẹp. Với cái mặt lốc xoáy này thì anh em nhìn được điều kiện đủ ánh sáng ấy, thì nó sẽ toát lên một cái bức tranh rất là sinh động. Chiếc này sử dụng bộ máy co tay của Thụy Sĩ và chúng ta sẽ có một cái kim dây chính nằm tại góc 6 giờ. Mặt kính sử dụng là một cái mặt kính mica. Đó. Phần đáy của chúng ta thiết kế một cái đáy kín nhé, với đầy đủ thông tin của vàng ở bên dưới ạ. Bộ dây và khóa của chiếc này cũng là khóa thay rồi, có dây thay anh em nhé. Chiếc này bên mình giao lưu lại với anh em mức giá là 19 triệu rưỡi. Đó, chỉ như giá vàng của thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với chiếc Omega. Đây cũng là một sản phẩm thuộc dòng vintage và chiếc này sử dụng bộ thân vỏ bằng thép bọc vàng, dày 20 micron. Và chúng ta sẽ có một cái mặt bên trong là mặt vàng mỡ gà trải tia rất là đẹp. Với dòng chữ Omega và toàn bộ kim cọc trên chiếc này thiết kế màu đen để nó nổi bật trên cái nền đeo màu vàng. Kim dây chạy rất là mượt. Đặc biệt phần thân chiếc này thì được cấu tạo nó tựa như là hình chữ nhật ạ. Nó đường kính nó loanh quanh khoảng 35mm. Sorry anh em, chiếc này được thiết kế dạng hình vuông nhá. Nhưng mà nó cái cạnh của hình vuông lại được hãng thiết kế cong lại. Nó tạo ra cái điểm khác biệt. Đó, thì kèm thì sẽ là một bộ khóa của Omega. Đây là một chiếc sử dụng một bộ máy của Thụy Sĩ. Bộ máy 565, đó, bộ máy Omega tự động, rất là đẹp. Chiếc này bên mình giao lưu lại với anh em mức giá là 15 triệu rưỡi. Đó, rất là một thương hiệu lớn bọc vàng, sử dụng máy Thụy Sĩ mà giá rất là mềm. Tiếp theo thì cũng lại là một chiếc Omega. Đây là một chiếc thuộc dòng công tê, sử dụng bộ máy chạy chuẩn chronometer cho độ chính xác rất là cao. Bộ máy này là bộ máy Omega 2500, đánh dấu bước ngoặt cực kỳ lớn cho thương hiệu. Đó. Bên trong mặt số của chúng ta thì
sẽ có đầy đủ những tính năng như là lịch ngày này. Chúng ta sẽ có những cái cọc số được hãng đánh vát rất là nhiều cạnh để tăng khả năng hấp thụ ánh sáng. Cái điểm ấn tượng ở trên chiếc Omega này đó chính là thiết kế phần khung vỏ. Nó được cấu tạo khá là đặc biệt, với phần lung càng, phần lắc tu lắc của chúng ta gần như liền với cả phần thân. Bộ dây được thiết kế những cái chỉ như là chỉ bằng phím đàn piano. Đó. Vị trí góc 3 giờ và 9 giờ của chúng ta thì hãng thiết kế hai cái tai nhô tai như này để tạo điểm nhấn, đồng thời thì nó cũng bảo vệ cái núm, tránh khỏi những tác động mạnh gây đến gãy núm. Đó. Mặt bên trong của chúng ta thiết kế mặt trắng trải tia rất là đẹp. Điểm bên gen của chúng ta thì được hãng chuyện khắc những cái ký tự La Mã thay cho một cái vòng số rất là hay. Đi kèm chúng ta sẽ có một cái logo. Logo của Omega ở phần khóa được thiết kế bằng vàng 18K nhé. Bộ khóa sử dụng là bộ khóa đôi của Omega. Bộ máy trên chiếc này rất là đẹp. Bộ máy này sẽ có đầy đủ số lượng chân kính là 27 chân kính. Tần số sử dụng là 25.200 VPH và thời lượng chịu cót của chúng ta là khoảng 48 giờ. Bộ máy rất là đẹp. Chiếc này thì bên mình giao lưu lại với anh em mức giá là 33 triệu. Ok. Đây là một chiếc với cái đường kính là 37mm anh em nhé. Đó. Chiếc này thì nó có rất là nhiều bản, có những cái bản size bé hơn. Đó. Bên mình về một chiếc size lớn và giá cực kỳ mềm. Tiếp theo cũng lại là một chiếc Omega. Đây là một chiếc thuộc dòng debut. Đó, sử dụng đường kính là 37mm và bên trong mặt số của chúng ta thì được hãng thiết kế đan xen phối kết hợp giữa cọc số vạch và số La Mã. Vị trí góc 3 giờ thì sẽ là một ô lịch này. Bộ kim được tạo hình đẹp. Đó, với đắp panel màu trắng trải tia rất là tuyệt vời. Ở với cái dòng debut này thì cái niềng benzen của chúng ta ấy ạ, thì được hãng thiết kế nó tràn ra cả khung vỏ. Nó gần giống như là một chiếc Longines thuộc dòng Elegant. Đó. Anh em có thể nhìn rõ từ phần đáy nhìn lên. Với cái này thì anh em lên tay một chiếc 37 nó sẽ tựa như một chiếc 38, 39 á. Giúp cho anh em lên tay cũng không bị nhỏ quá nhá. Đó. Đi kèm thì sẽ là sợi dây kim loại rồi, rất là sang trọng. Bộ khóa Omega. Với thiết kế một cái đường rãnh bên trong để giúp cho anh em xỏ tay vào nó không bị vướng nhá. Bộ máy sử dụng vẫn là bộ máy Omega 2500. Nó sẽ giống với cả một cái chiếc Omega công tê này. Hai chiếc này sử dụng cùng chung bộ máy. Đó. Chiếc này thì bên mình giao lưu lại với anh em mức giá chỉ 39 triệu mà thôi. Đó. Rất là tuyệt vời. Một chiếc sử dụng thân vỏ toàn bộ bằng thép 316L. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ đi đến chiếc cuối cùng. Đó chính là một chiếc FC. Đây là một chiếc sử dụng mặt đeo màu đen và nó được thiết kế dạng open hood nằm tại vị trí góc 12 giờ. Đường kính sử dụng là 38-39mm. Chiếc này có một bộ dây rất là hay. Đó. Anh em thì thấy những cái mắt dây của chiếc này nó được tạo hình khá là đẹp. Nó giống như là một cái biểu tượng của đồng hồ cát. Với những cái mắt của chúng ta còn được đánh những cái cạnh vát kim cương. Những cái đường cắt kim cương tạo cho chúng ta sự tỉ mỉ. Quay trở lại với mặt số trên chiếc này thì nó được thiết kế hiển thị cái lòng ngoài cùng sẽ là những cái số Arabic. Những cái cọc số và chúng ta sẽ có đầy đủ những cái tính năng vị trí góc 6 giờ. Chúng ta sẽ có lịch ngày. Và kim giờ kim phút được phục dạ quang. Núm chiếc này được thiết kế dạng núm skill down để tăng khả năng chống nước anh em nhé. Và với thiết kế lộ tim open hood nằm tại góc 12 giờ thì anh em có thể thấy là nhìn rất là sinh động. Mặt chiếc này thì được đánh vân, những cái vân nửa lòng trong cung nó giống như là cái vân của FC. Chúng ta có thể thấy nó khi mà có ánh sáng đủ chiếu vào thì cái mặt số nó hiện lên rất là đẹp. Cái mặt số bên trong nữa. Đó. Mặt kính sử dụng là mặt kính sapphire, toàn thân là thân thép không gỉ rồi. Chiếc này thì có thể nói là mình thấy nó rất là đẹp. Tuy nhiên thì cái phần dây á, nó chỉ còn đủ tay cho 17 rưỡi mà thôi. Anh em tay to thì có thể là sẽ không đeo được bởi vì là hàng qua sử dụng thì nó sẽ bị thiếu mắt. Và mắt của chiếc này thì tìm nó rất là khó. Nên anh em nào cổ tay 17.5 cm quay trở lại thì mới có thể chơi được chiếc này nhá. Ở chiếc này thì mang cho mình cỗ máy là ATA 2892 nền tảng với quả vàng automatic thiết kế rất là to và nó được hiển thị màu vàng. Được đánh đầy đủ thông số, độ chống nước là 6 ATM. Chiếc này thì có thể nói là một trong những cái chiếc rất là hiếm ở thời điểm hiện tại của FC. Bên mình giao lưu lại với anh em mức giá là 18 triệu rưỡi. Ok. Và cuối cùng thì anh em thì thấy đây là một chiếc song long chống nguyệt Ogivan. Một chiếc đồng hồ quốc dân mà bên mình bán khá là chạy. Với hình ảnh hai chú rồng đang tranh nhau một viên ngọc rồng ở giữa. Đó chính là cái chân kính thứ 26 của bộ máy Celita FPK200. Bộ máy với 26 chân kính này chúng ta sẽ thấy là được hiển thị cặp rồng rất là đẹp.
rồng là linh vật trong đứng đầu trong bộ tứ linh là Long Lân Quy Phụng. Đặc biệt thì đây lại là một phiên bản giới hạn toàn cầu 666 chiếc và nó mang cái số thứ tự là 470. Và chúng ta có thể thấy vị trí góc 6 giờ. Vị trí góc 5 giờ thì sẽ là hiển thị số thứ tự. Cùng với cả những cái cọc số kim cương. Nó rất là đẹp. Bộ kim thiết kế nung xanh. Đó. Hình ảnh hai chú rồng rất là đẹp mọi người ạ. Toàn bộ phần thân thì thiết kế mã PVD. Niềng bezel thì thiết kế bằng những cái vành băm. Núm thiết kế dạng núm skill down. Đó, bộ dây của chúng ta thì được thiết kế chỉ ở giữa là chỉ đề mi. Chiếc này đang được bán với giá hãng là khoảng 30 triệu. Bên mình giao lưu lại chỉ 16 triệu rưỡi mà thôi. Đó. Hôm nay thì sẽ là những cái trải nghiệm cho những cái sản phẩm mà đời anh em rất là quan tâm trong thời gian vừa qua. Và bên mình còn rất là nhiều những cái mẫu đồng hồ nữa. Thì nếu anh em quan tâm mẫu nào ở trên kênh YouTube thì bên mình sẽ gửi video chi tiết cũng như hình ảnh cho anh em xem. Ok, và cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi.